Vâng, hôm nay chào mọi người. Hôm nay mình sẽ dùng bánh xì nách để thế thế cho áo phao. Thì thường nó dùng áo phao nhà tắm xong để tắm đúng không? Thì Lý Hùng sẽ dùng áo phao để mà thử coi sức đựng chịu đựng cơ thể năng lượng có thể nổi hay không. Thì mình sẽ dùng 20 bánh xì nách để nâng đỡ của mình, cơ thể trọng lượng của mình là 54 kg, mình sẽ có thể nâng đỡ cơ thể nổi hay không. Thì hôm nay Lý Hùng sẽ dùng bánh xì nách cột cho người 2 cái bánh xì nách để có nâng đỡ cơ thể nổi hay không nha. Sẽ dán cái bánh xì nách cho người mình nha, và sẽ có một người dán bánh xì nách cho một cơ thể mình khoảng chừng 20 cái bánh xì nách. Dán này, dán này, mình sẽ dùng bánh xì nách này nè. Đây là bánh xì nách chưa khui, đây bánh xì nách chưa khui, mình sẽ dán cho cơ thể mình. Khoảng chừng 20 cái bánh xì nách sẽ dán cơ thể mình. Đây là mình, những người nào biết bơi á thì hãy áp dụng cái xì nách nha. Những người không biết bơi thì phải áp dụng nha. Đây là mình sẽ hiểm xong và thử coi cái độ mà hai bánh xì nách này có nâng đỡ được 54 kg hay không. Mình là trọng lượng mình là 54 kg. Rồi. Còn cái mình đó thôi. Ủa mà dán lá còn dư sao anh Hùng? Gì? Dán rồi nói dư sao? 10 gái đủ rồi. Dư thôi, 10 gái. Dư trên đây nè. Ừ. Nói gì cho đứa 5 cái. Bánh xì nách là chưa khui nha các bạn. Thank you.
chính người hiện giờ là hai chục bánh xe nách. Đây là đường sông Trần Tiến Sọ, mình sẽ chạy xuống sông nha các bạn. Thử coi cái độ mà 5 rúa, hai bánh xì nách này có đem đổi 5 rúa ký hay không nha. Đây là bập dừa khá là bự. Giờ mình xuống sông nha các bạn. Thì vẫn nổi bánh, vẫn nổi cho các bạn, vẫn nổi như thường. Giờ hai chân quay coi nè. Thấy không, vẫn nổi như thường. Chứng tỏ là cơ thể vẫn nổi bánh, hai bánh xì nách vẫn nổi nha. Mình bơi nha các bạn. Hai chục bánh xì nách chịu nổi 54 kg, dựng như thường, tại vì nổi nè. Bây giờ mình không bơi, làm gì hết nè, vẫn nổi nè, thấy không? Nổi như thường. Bây giờ mình sẽ bơi vào giữa sông nha. Nằm ngửa ra anh Hùng, nằm ngửa ra luôn. Vâng, hai chiếc bánh xì nách đã nặng nổi 54 kg, mình đã chứng minh được điều đó. Vâng, mình đã chứng minh được lâu ngày không bơi mệt quá. Vâng, hai chiếc xì nách đã bơi được 54 kg và nó đang có thể mình lại không hề nó thay thế cho áp phao điện người như thường. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình.